Chúa tể can thiệp, ông hoàng hòa giải của đội tuyển Việt Nam là đây. Không ai khác, đó chính là trung vệ thép Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam. Hải Quế ngày hôm nay không chỉ xuất sắc trong việc giữ sạch khung thành của đội nhà, mà còn cực kỳ nhanh nhẹn trong khâu bảo vệ đàn em của mình khỏi các tình huống xô xát với võ sĩ Indo. Cụ thể, khi trung vệ Bùi Tiến Dũng tranh cãi với cầu thủ Indo trong vòng cấm đội nhà, thì nhanh chóng, người anh Hải Quế đã có mặt để kéo cậu em nóng tính ra để tránh nhận thêm một thẻ vàng và không mắc phải đòn khiêu khích của các võ sĩ Indonesia. Không những thế, đến khi cậu em Út Văn Hậu bị phạm lỗi thô bạo, trong khi Thành Trung đang nở một nụ cười trước những cái đầu nóng của đối thủ, thì trung vệ người xứ Nghệ lại có mặt để kéo các đồng đội ra khỏi đám đông. Chứng kiến độ tinh quái của đội phó đội tuyển Việt Nam, nhiều fan đã kêu gọi các fan thế giới trao giải Nobel Hòa Bình cho cựu cầu thủ của Viettel. Thậm chí, các chị em yêu cái đẹp cũng tự tin trao cho Hải Quế danh hiệu Miss Grand 2023 một cách không ngần ngại. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.